Tao thấy hai thằng đàn ông vần một cô gái không đúng lắm. Vậy thì lúc cô ta vẫn hai đứa mình chắc đúng. Trả lời tao. Tao thấy tội nghiệp Châu được chưa? Mày Đồ kém cỏi. nói cái gì? Tao nói mày đồ kém cỏi. Đồ hèn. Nghe này, cái thằng Toi Sát đã làm cái gì á thì phải làm cho tới cùng. Mày hay nghĩ đến sự tự tôn và lòng tự trọng của người đàn ông, đừng có để cho con ngu ngốc kia làm mềm lòng mày thêm một lần nào nữa, rõ chứ? Thì tao thấy tội nghiệp thôi. Tội nghiệp cái gì? Tội nghiệp nó vì thấy ai tội nghiệp hai đứa mình. Mày gái thì nó đại đi. Không mê gái thì mê ai? Mê mày hả? Nghe đây thằng bác học, cả đời tao chỉ đè người khác chứ không để người khác đè tao, nghe rõ chưa? Phố nấu cho Hoàng ăn đói. Hết đó liền. Đứng yên. Em cảm ơn anh. Để anh mang cho em nha. Dạ. Tối nay anh qua chợ em đi ăn nha. Không được rồi. Sao vậy? Tối nay là sinh nhật của em mà. Tại vì thường sinh nhật của em sẽ đi ăn với gia đình á. Ok. Thôi mà, anh đừng có giận em mà. Em đi ăn với mẹ thật á. Hôm nào đó em sẽ đi với anh nguyên ngày. Anh chịu không? Ok, anh hiểu mà. Anh. Anh quên quà của em nữa. Em cứ tưởng bánh kem này là quà của em chứ. Đâu, đợi anh tí nha, anh ra xe lấy. Ủa Châu, em với mẹ cũng tới đây hả? Ủa, sao anh có mặt ở đây vậy? Thì anh đi cà phê với bạn. À, mẹ đâu? À, mẹ. Mẹ em đi rửa mặt rồi. Ờ, hay quá. Vậy anh đợi bác ra, anh chào bác con. Ờ, nhưng mà mẹ em chưa chuẩn bị tâm lý đâu. Với lại em chưa nói gì với mẹ hết á. Ờ, mẹ la em chết á. Anh đi về đi. Em ra bây giờ cơ. Về ha. Ok, vậy có gì em gửi lời bác vô anh nha. Em lên. Em đi đâu vậy? Ờ, em định đi về á. Tự nhiên em thấy mệt quá à. Không khí ở đây ngột ngạt quá, em chịu không nổi.
Thôi em đi ra xe đợi anh nha. Chút nữa anh ra nha, em đi trước á. Mọi chuyện sao rồi? Cô ấy đi về rồi. Với bộ dạng thất thần và hoảng hốt. Ừ. Mắc cái gì mà uống dữ vậy? Trái cây lên men thôi mà. Mạnh dữ. Trái cây lên men thôi mà. Hình như là anh còn yêu Quỳnh Châu. Sao tôi dừng hỏi vậy? Khó quá, trả lời không được. Vậy là có. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Mình dừng lại đi. Tôi không muốn tiếp tục nữa. Kể cả việc Quỳnh Châu sắp bị lộ mặt, tôi không quan tâm nữa. Vậy thì ông quan tâm cái gì trong câu chuyện này? Ông, tôi thương ông. Chính xác thì tôi thương tôi và ông. Tôi chẳng hiểu tại sao chúng ta cứ mãi miết theo đuổi, vạch trần một cô gái xấu xí làm gì? Để được gì chứ? Mình dừng lại đi. Vậy ha. Tôi sẽ bỏ qua chuyện của Quỳnh Châu. Nhưng mà tôi muốn bắt đầu một câu chuyện khác. Chuyện gì? Chuyện này là sao? Ông đã hứa với tôi như thế nào chứ? Tôi có làm gì đâu. Với lại á, đừng làm phiền tôi mỗi khi tan trường nữa. Ông không làm gì à? Vậy ông giữ những bức hình đó trong máy làm gì? Việc chúng ta ngừng làm không có nghĩa là người khác không được tiếp tục. Ý ông là sao? Tôi sẽ đưa những bức hình tội lỗi của Quỳnh Châu cho một người khác để post lên confession của trường. Ông không làm nhưng mà ông đưa cho người khác làm thì khác gì nhau chứ? Nếu không thích thì ông đừng tham gia nữa. Đứng lại! Tôi yêu cầu ông dừng tất cả mọi chuyện lại. Tôi không dừng đó. Rồi sao? Ông! Đánh đi! Anh có muốn biết lý do tại sao tôi làm như vậy không? Tôi thật lòng muốn biết.
chuyện hôm qua là như thế nào? Cái cảm xúc đó là gì hả? Tại sao hai chúng ta lại hôn nhau? Đủ rồi. Đó có phải là sự thật không? Tôi nói đủ rồi. Đó có phải là sự thật không hả? Cảm xúc đó là như thế nào hả? Được, tôi sẽ cho ông biết. Trời ơi, tao lỡ tay đăng có chút xíu mày làm gì khóc vậy cha, chết mẹ chết vậy. Sao vậy hả? Mấy con này sao nó khóc dữ vậy mấy đứa? Chuyện này là sao? Này là cái gì? Khốn nạn mất dạy chó đẻ. Im đi. Cô đừng giả bộ nữa. Tất cả mọi chuyện á là do cô làm đúng không? Anh mới là người im đi đó. Nè, anh đừng có vừa ăn cắp vừa la làng nha. Với lại anh nói chuyện mất lịch sự, vô văn quá quá. Tao nói mày á, mày đối xử với Quỳnh Châu vừa phải thôi nha. Mày sợ hả? Tôi chỉ muốn mọi người á, đừng bị cô ta lừa gạt. Lừa gì? Mày có bằng chứng không? Mày đưa đây. Đúng rồi, nói xuân vậy có bằng chứng gì không? Ừ. Yêu con trai thì chấp nhận đi. Rồi sao? Tôi cấm cô không được đụng tới Hoài Phúc. Cô là con rắn độc. Dư, đủ rồi. Kệ tụi nó đi. Về. Cô bóc phốt Hoài Phúc à? Vậy sao cô không nói rõ? Trong thời gian quen Phúc, cô cũng đang quen tôi luôn. Tất cả mọi chuyện là như vậy để cho cô đó. Nè, vừa phải phải thôi nha. Có cái gì đưa bằng chứng này, muốn cái gì hả? Bây giờ muốn cái gì hả? Hả? Muốn cái gì? Muốn cái gì mà nói người ta vậy? Cái gì? Bằng chứng gì? Muốn thì lên confession ở trên trường kìa. Rảnh thì mở ra coi đi. Em nè, sao tự nhiên giờ này gọi cho em vậy? Nhớ em quá à. Em cũng nhớ anh nữa. Ủa vậy là sao? Trời ơi, nên cô mình trông mất hai ta nữa. Tất cả đều là sự thật. Chuyện này cũng là sự thật. Hai tụi tôi đang quen nhau đó. Rồi sao? Ủa gì vậy mọi người? Giờ này mà còn kỳ thị giới tính là sao? Nè, quan trọng là cái nết với cách sống. Cái nết cách sống của cô khó mà quen ai. Được rồi, được rồi trời. Dạ. Dạ. Trời cái gì vậy vậy? Mấy cái đứa này lật nhanh như bánh tráng. Thôi mà biết rồi. Ai mượn? Sao? Tôi hỏi là ai mượn? Ai mượn anh công khai cái chuyện đáng xấu hổ đó?
Thực ra thì anh phải nghe tôi nói. Thà im lặng còn hơn là công khai và thừa nhận. Anh hiểu không? Cậu sợ khi người khác nhìn thấy tôi hôn cậu à? Phải. Tôi sợ anh sẽ bị mất tất cả, bóng rổ, bạn bè, những người hâm mộ anh. Người ta nói về tôi sao cũng được, nhưng mà còn anh thì tôi thấy không đáng. Tôi mới là người quyết định có đáng hay là không yêu tình địch của mình. Cực kỳ đáng. Rồi sẽ hối hận.